chào mọi người. Này là hôm nay mình mới vừa vệ sinh xong cái chiếc GSX S150 của Suzuki đây. Thì mình mới vừa rửa và vệ sinh nhông sinh dĩa xong. Thì đây là cái phần nhông sinh dĩa mà mình mới vừa vệ sinh. Đây là cái phần vệ sinh tại shop mình đây. Đó, sau khi vệ sinh thì nó sẽ sạch như vậy nè. Đó, nó sẽ sạch như vậy. Đây là phần ăn cá đây. Thì một lần vệ sinh như vậy thì qua shop mình là có dịch vụ và mình có vệ sinh xong thì mình sẽ có giữ sinh binder cho các anh em luôn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách mà xịt dưỡng cái chai bôi trơn này sao cho đúng cách. Rồi em mày cầm đi, cầm thử lên thấy đây nè. Ok, để vậy đó. Rồi thì trước tiên chúng ta sẽ cần một cái miếng gạch tông như vậy nè. Mình sẽ chèn vào đây nè để cho nó không có bị bắn văng vào những cái phần bên kia, nó làm dơ cái che của mình. Thì mình sẽ lắp đều cái chai dưỡng sên này lên. Và cái loại dưỡng sên này á, tất cả các loại dưỡng sên luôn, thì lúc mà vệ sinh chúng ta chỉ cần xịt một vòng thôi. Mình nên nhớ là lắp đều và không có được nọ để cho máy nó quay bánh nha, thì nó rất là nguy hiểm. Thì cái cách làm cho dưỡng sên như sau, thì mình sẽ dùng tay để mà quay cái chai, quay cái sợi, quay bánh xe theo cái chiều kia đồng hồ đó, ngược chiều kia đồng hồ nha. Mình chỉ cần xịt đúng một vòng thôi. Ở đây mình quay đây, xịt đúng một vòng thôi, không cần phải xịt nhiều. Tại vì xịt nhiều á thì nó văng ra tùm la hết, nó không bị dư, nó văng ra tùm lum hết, nó cũng vậy à. Mà nên nhớ là phải chúng ta phải làm sao cho nó thật là khô, lau thật kỹ nha, để cho nó khô xong rồi chúng ta mới xài cái chai dưỡng sên này đó. Rồi sau khi mà chúng ta đã quay một vòng á thì vậy là kết thúc. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cái miếng giấy gạch tông này ra và đề máy lên. Anh ơi, bỏ giùm em đấy. Đó, chúng ta sẽ nổ máy lên và chúng ta chạy vô số 2 nha. Chúng ta sẽ vô số 2 để cho cái bánh này nó quay tự động, cho cái lớp dưỡng này nó được pha đều. Và cái này á, nếu mà tốt nhất thì hiệu quả nhất á, thì chúng ta sẽ xịt vào ban đêm và chúng ta sẽ dắt xe vô nhà để cho nó qua một ngày á, qua một đêm á, thì cái chai dưỡng sên này nó sẽ bám vô tốt hơn, nó sẽ không bị văng ra mâm, hạn chế văng. Đó là cái cách mà chuẩn nhất để mà hạn chế văng ra mâm cũng như là xịt cái dưỡng sên đúng cách. Rồi, cảm ơn mọi người.